Tử thi bị các loài cầm thú như chim, diều hâu, quạ, kênh kênh, cọp, beo, chó sói, chồn, vân vân, hoặc mổ hoặc quắp lấy, cắn xé, ăn nuốt, xương thịt vun vãi. Thấy việc này rồi tự nghĩ bản tánh thân ta đủ pháp giống như thế, nếu chưa chứng niết bàn cuối cùng cũng như vậy, nên sanh nhàm chán và xa lìa. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác nên trừ được tham yêu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác nên trừ được tham yêu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả quán sát tử thi bị vứt bỏ, bị chim thú ăn rồi bất tịnh thối giữa, máu mủ chảy lan tràn, phát sanh vô lượng thứ trùng, đủ loại giòi dơ bẩn hôi thối hơn chó chết. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham yêu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham yêu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả quán sát tử thi bị vứt bỏ, trùng giòi ăn rồi giã thịt lồi xương, lóng đốt dính nhau, gân buộc máu tràn, chỉ còn thịt bầy nhầy. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa chứng niết bàn rốt